Quay lại tuổi thơ, ngày còn bé nô nức để đón trăng rằm chưa. Nhiều lo toan, trời suy nghĩ chỉ luôn niềm êm chăn ấm lòng. To ngoài ngõ, vài chúng bạn hân hở lụm lông làm đèn. Có đứa đúc đến, nấu lá cây lọ nghệ chiếc mặt xám đen. Tùng dinh tùng dinh, tiểu đội đi khắp xóm làng. 1, 2, 3, 4 ham chơi quanh ăn, nhà này nấu cơm rang. Đôi mắt trẻ thơ như sơ sơ cùng mặt trăng tròn chiếu tỏ. Đèn ông sao đèn con từ xanh đèn vàng thì sao thiếu đỏ. Thằng nhóc nhà bên có đồ nhựa với cả chạy được bằng pin. Liệu muốn nhập mọi trong đàn ta chắc chắn thêm tân tiến. Phá cổ cùng nhau tôi làm lên cầu đòi đầu ông. Để mấy đứa còn lại đến trống gói nồi có phần bánh trái cùng chia. Lồng đèn trên tay nối đuôi dài đi hoài mà chẳng biết mệt. Tài bởi ngày mai cứ để đó. Trời ơi. Dầm sẽ là một sản phẩm mới, đó là sản phẩm chiếc tàu bình dân của miền quê. Rồi chúng ta cùng vào đây và làm nha. Ô, cái này muỗng túi rất là nhiều nên phải cẩn thận thôi. Nếu không thì sẽ ấm lên thì nó hết. Để an toàn thì mình sẽ lấy một tờ lá, một cái tờ giấy lên lớp. Bây giờ mình sẽ cắt làm hai đoạn. Trời ơi, nó mủ quá trời luôn. Đúng rồi, mủ dữ lắm luôn. Cái này mà dính vô áo là khỏi giặt luôn. Thôi rồi, lượm ơi luôn. Nó sẽ đen mà không bao giờ giặt ra. Rồi, vậy là mình đã được một đoạn. Bây giờ mình sẽ còn một đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này sẽ bằng với đoạn kia. Trời ơi. Ông kiếm được ra con dao hay thương vậy. Cái cây chuối này nó sẽ giúp cho nó nổi lên được mặt nước. Cây chuối à, như vậy mà ông kiếm được ra cây dao hay thương vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phần mui. Phần mui cá mình cái sẽ dùng cái phần nhỏ nè. Mình sẽ làm chắc cả một đoạn như đây rồi. Cây dao, chọn nhầm dao rồi. Ngoài nhà con có dao bén hơn mà sao không lấy cái dao chặt củi đâu có nghĩ cái dao trời đâu cần cái dao chặt củi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ước lượng xem cái đoạn này nó bằng ngang thế nào. Dạ, chúng ta sẽ cắt có một đoạn sau đó bẻ ép nó lại như thế này. À, thấy chưa, ép nó lại như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó bằng cái đầu lại. Mình kéo cho nó an toàn. Ở đây mình cũng sẽ cắt một đoạn như thế này. Cắt một đoạn như thế này. Rồi, kế đó mình sẽ dùng cái phần này. Cũng sử dụng cái sánh dừa này luôn. Cắt kéo cái sánh dừa để dễ ghim. À, cái sóng dừa này sẽ dài hơn cái kia nên mình sẽ dùng cái này nè, xỏ vào trong đây. Rồi, để cái này lại, bắt đầu ghim cái phần này xuống, đồng thời ghim cái phần kia luôn. Đó, nó sẽ ra được cái mũi tàu. Bây giờ mình sẽ cố định hai cái phần này lại bằng một cái cọng chuối này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một đoạn ngắn như thế này thôi. Cái đó là mình sẽ gạt bớt cái phần này đi cho nó bằng lại. Bây giờ mình sẽ cần hai cái cọng dừa như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cọng dừa này mình
đã cắt được một đoạn ngắn như thế này, mình sẽ gác nó vô đây. À, để cho cái cọng này nó chắc an toàn thì chúng ta sẽ cắt cái phần này ngắn một miếng và chúng ta cắt nhọn như thế này. Cái phần này chúng ta cũng cắt nhọn. Bây giờ thì mình sẽ xỏ nó ra. Ở đây cũng vậy, mình sẽ bẻ một đoạn này lại. Bắt đầu mình sẽ ghim nó vào đây. Đó, hai cái đoạn này mình sẽ ghim cùng một lượt để nó giữ chắc vào trong đây nè. Rồi tiếp nữa là mình sẽ lấy một cọng tiếp, mình sử dụng cọng khác, tại cọng kia đã sử dụng hết rồi. Bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt phần này, mình sẽ chuốt cho nó sạch. Rồi chúng ta cần một cây ngắn như thế này thôi. Bắt đầu cắt xéo. Vậy là chúng ta được hai đầu xéo rồi. Bây giờ mình sẽ làm như thế này. Ở đây mình sẽ ghim trước cho nó. Ở đây mình gỡ ra, mình cũng ghim một lỗ trước. Đó, mình sẽ ghim hai lỗ vậy nè, để một hồi cho mình ghim vô nó sẽ giữ chắc được cái đầu này vô. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô cái phần này. Nó ghim rồi. Giữ chắc cái này. Để rồi ghim cái này vô. Rồi. Nó đã chắc được cái phần này rồi. Làm chiếc cần hơi đơn sơ. Rồi để cố định nó thì chúng ta sẽ làm thêm một miếng ở trên đây. Một miếng ngang đây nữa. Nhưng cái miếng đó mỏng thôi, tại vì dày quá thì một chút chiếc cào chúng ta sẽ chạy không có nổi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một đoạn ngắn bằng những cái đoạn này, cắt một đoạn dăng rồi các bạn. Dính cái quần rồi, hên là cái quần nó màu đen chứ quần màu trắng là. Đóng như đóng đinh vậy. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ ghim hai cái này. Ôi, cái khúc này nó muốn rớt ra nữa. À, một chút nữa sẽ cố định nó lại. Rồi nó bắt đầu chắc rồi đó. Ở đây do lúc nãy cọng này nó bị gãy. Nên là bây giờ mình sẽ rút hai cái cây này ra. Tại lúc nãy hai cái cây này nó gãy nên là nó bị vụt ra rồi. Mình cố gắng đừng làm cho nó gãy thì nó sẽ cố định nha, nó giữ được cái này. Rồi, bây giờ chiếc tàu của mình đã thành công. À, bây giờ đợi một xíu nhé. Mình sẽ đi xuống cùng một cổng thun. Ở đây mình đã tìm được một cổng thun rồi. Cái cổng thun này là cổng thun bình thường, chúng ta cột đồ hàng ngày thôi. Chúng ta đẩy nó vào trong đây. Rồi bây giờ cái lớp này mình sẽ cắt cho nó mỏng lại, cho nó vuông vức lại. Và chúng ta cũng cần cắt cho nó ngắn lại. Nghĩ chắc là miếng này được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm trên cái hồ của mình nha. Rồi chúng ta đi thôi. Cái khúc này hơi rung chút nha. Dạ. Rồi bây giờ để cận cảnh gần nè. Chúng ta sẽ để cái này nè. Rồi mình làm trở lại cho mọi người xem nha. Đó, cái này nè. Chúng ta làm như này
Đó, là chúng ta sẽ xoay. Xoay. Mình đang xoay như vậy. À, chút nữa chiếc tàu của mình nó hơi bị đi ngược nha, tại vì mình xoay ngược rồi. Nếu mình xoay tới như thế này là hồi chiếc tàu nó lùi. Nếu mà mình xoay ngược lại thì chiếc tàu nó sẽ đi tới. Bây giờ trước tiên mình cho nó quay chút vậy. Wow, thấy chưa em? Thấy à? Rồi xong mất luôn. Đó, nó còn đó. Ủa, tưởng mất rồi chứ. Út cầm thử ơi. Út cầm con làm thử ơi. À. Vô, quay nhiều vô. Thằng, đây là thằng nhỏ nó đang thử nghiệm với cái chiếc tàu vừa mới làm. Chế thêm cái cánh cánh bườm hay lá cờ gì đó không biết nữa. Đó, nó đang tiến về phía mình rồi. Ôi, nó bị vướng rong rồi. Đó, khi quay xong thì nó sẽ bật cái miếng kia ra, thì chúng ta dán nó lại, làm giống như lúc nãy vậy đó. Đây là một trò chơi vui mà thằng bé nó cảm thấy rất là thích. Nó đang hào hứng và đi tìm lụm cái miếng này để chút nữa nó làm tiếp. Rồi, chiếc tàu bây giờ nằm ra giữa hồ, nếu muốn lấy nó phải lội xuống hồ. Chết rồi. Rồi. Kiếm cái cây kiều vô. Muốn ngánh chứ. Trời ơi. Mà nói vậy mà nó cũng lội xuống nó lụm thiệt.